Anh chị và các bạn thân mến, trong kinh doanh của Amway và Network 21, nhà sản xuất của chúng ta là Amway, họ có 7.000 sản phẩm, trong đó có 450 sản phẩm được sản xuất và phân phối độc quyền. Hiện tại ở Việt Nam thì với cơ hội này chúng ta đang có hơn 100 sản phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm chiến lược là gì để giúp cho tất cả anh chị nhà phân phối phát triển kinh doanh của mình hiệu quả hơn? Thì trong phần tiếp theo chúng tôi đã mời đến đây Founder Platinum Nguyễn Thế Hùng sẽ mang đến thông tin rất là bổ ích về sản phẩm cho anh chị. Xin mời Founder Platinum Nguyễn Thế Hùng ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trên Zoom của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay Hùng cũng sẽ có một cái phần chia sẻ với các anh chị về một trong những cái dòng sản phẩm vô cùng chiến lược của chúng ta. Bởi vì chắc các anh chị cũng đều đã theo dõi cái phần chia sẻ kế hoạch kinh doanh và chúng ta biết rằng chúng ta có rất nhiều những sản phẩm vô cùng chất lượng và luôn luôn đứng đầu thị trường trong mỗi cái ngành hàng của mình. Tuy nhiên điều tự hào nhất và chúng ta được biết đến nhiều nhất đó là các sản phẩm về dinh dưỡng và nó mang đến vô cùng nhiều lợi ích cho những người sử dụng. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không phải là cái phần đào tạo về các sản phẩm dinh dưỡng mà Hùng muốn chia sẻ với anh chị một cái tầm nhìn về cái cơ hội kinh doanh của chúng ta đi kèm với những sản phẩm vô cùng chất lượng về dinh dưỡng thì nó sẽ là như thế nào. Trước hết Hùng xin phép sẽ chia sẻ slide của mình. Ok, năm vừa rồi Amway công bố bởi những ảnh hưởng đại dịch cho nên doanh số của chúng ta chỉ rơi vào khoảng 8,5 tỷ đô la thôi các anh chị. 8,5 tỷ đô la, một con số còn rất là lớn so với bất kỳ một công ty nào hoặc là ở bất kỳ một thị trường nào. Và khoảng 60% trong số đó đến từ dòng sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite của chúng ta. Có nghĩa là nếu chúng ta là một cái người quan tâm đến kinh doanh thì chúng ta biết rằng là Nutrilite doanh số của nó sẽ nắm khoảng 60% thành công của chúng ta nếu như chúng ta làm đều đều với các sản phẩm. Vì thế việc mà tạo ra được doanh số hoặc là biết cách để đưa các sản phẩm này vào thị trường là điều vô cùng quan trọng. Và chúng ta có những chương trình đào tạo để giúp các anh chị có thể làm thế nào tiếp cận thị trường bằng những sản phẩm Nutrilite. Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta cần phải xây dựng được cái niềm tin rằng chúng ta đang có một cái thương hiệu vô cùng là uy tín, vô cùng là đáng tin cậy để chúng ta đưa ra thị trường. Và trong phần ngày hôm nay thì Hùng sẽ có 3 điểm muốn chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất, chúng ta hãy tìm hiểu về cái xu hướng của thị trường. Nó sẽ như thế nào trong những năm tới? Liệu nếu tôi bây giờ tôi dành thời gian, tôi đầu tư vào nghiên cứu, vào các cái kiến thức liên quan đến dòng sản phẩm này và kinh doanh này thì nó có phù hợp hay không? Thứ hai, chúng ta sẽ điểm qua một chút về cái thương hiệu của chúng ta nó như thế nào ở trên toàn cầu cũng như là ở khu vực. Và thứ ba đó là những cái điểm thêm vào, nó là điểm cộng để giúp cho chúng ta có niềm tin ở trong kinh doanh này. Nói về chăm sóc sức khỏe bằng các sản phẩm dinh dưỡng thì có lẽ mọi người nghe rất nhiều rồi. Tuy nhiên việc đánh giá đúng ấy, về nó ấy, thì không phải ai cũng có đánh giá đúng. Thậm chí với rất nhiều người có chuyên môn cũng chưa đánh giá hết được cái vai trò của các sản phẩm dinh dưỡng đối với sức khỏe của chúng ta. Và rất nhiều những cái thông tin vẫn còn đang tranh cãi. Tuy nhiên cái thực tế, những con số thì không nói dối. Trên màn hình của các anh chị, Hùng đang trích dẫn một cái báo cáo của Fortune Business Insights. Nó là một cái tạp chí vô cùng uy tín ở trên thế giới. Và trong cái tạp chí này thì trong cái bài viết về xu hướng, một cái báo cáo về xu hướng cái ngành dinh dưỡng này thì có những con số mà rất đáng chú ý, rất cập nhật và Hùng muốn chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu, các anh chị có thể nhìn thấy cái biểu đồ, nhu cầu về các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đang tăng trưởng liên tục đều đặn từ 2016 và được dự đoán sẽ đến năm 2027 mỗi năm tăng trưởng rơi vào cỡ khoảng 8-9% các anh chị. Có lẽ cái điểm này còn chưa được tính đến với ảnh hưởng của đại dịch và chúng ta là những người trong kinh doanh này trong năm vừa rồi thì chúng ta thấy là Nutrilite của chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng là hết hàng và phải đặt hàng theo quota, tức là mỗi người chỉ đặt được có vài hộp vitamin C thôi bởi vì không có để mà bán vì thị trường thế giới tiêu dùng quá nhiều. Ở bất kỳ một diễn đàn nào về COVID thì các anh chị cũng đều thấy các bác sĩ khuyến nghị, bệnh viện khuyến nghị hãy sử dụng đầy đủ 1.000mg vitamin C mỗi ngày. Đó là phương pháp tốt nhất để phòng chống những ảnh hưởng của đại dịch. Chính vì thế vitamin C của chúng ta không có đủ nhu cầu để bán các anh chị. Cho dù là như vậy đi, những ảnh hưởng bên cạnh ảnh hưởng đại dịch ấy, thì cái xu thế tiêu dùng, xu hướng tiêu dùng thông thường nó cũng đang tăng trưởng. Được dự đoán đến năm 2027, doanh số từ ngành các sản phẩm chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe sẽ tăng trưởng gấp đôi so với hiện nay. Và nhu cầu đó tập trung vào đâu? Các anh chị nhìn thấy ở cái dòng mà Hùng đóng khung vàng ấy, tất nhiên các anh chị có thể xem lại cái bài viết này, cứ vào Fortune Business Insights các anh chị có thể tìm ra thôi.
cái nhu cầu lớn nhất mà người ta tìm kiếm đó là những sản phẩm được cá nhân hóa. Thế nào là cá nhân hóa? Một số khách hàng thì hỏi Hùng như thế này: này bên em có cái sản phẩm gì mà dùng một phát là được luôn không? Hay là có một cái sản phẩm gì ấy mà chỉ cần dùng một hai sản phẩm là khỏe luôn không? Đó là những sản phẩm tổng hợp. Chúng ta cũng có những cái sản phẩm tổng hợp theo cách như vậy dành cho những người mà lười phải là chọn bên nọ chọn bên kia. Nhưng xu hướng cá nhân hóa là gì? Chúng ta sản xuất những sản phẩm mang tính chất là thành phần. Chúng ta thấy là có những viên tổng hợp như Double X có đến 22 thành phần vitamin và khoáng chất. Nhưng chúng ta có những viên riêng lẻ như vitamin C, canxi, vitamin E để ai cần cái gì bổ sung cái đó. Đấy là cái xu hướng cá nhân hóa. Thực ra trong ngành này chúng ta có khoảng 200 loại sản phẩm về Nutrilite. Riêng Nutrilite sản xuất khoảng hơn 200 loại sản phẩm khác nhau. Có nghĩa là tính cá nhân hóa vô cùng cao. Nó đáp ứng cái nhu cầu, cái xu hướng của thị trường. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai vẫn là cái khung vàng này, các anh chị thấy này, cái nhu cầu của người tiêu dùng với những sản phẩm ngày nay thì càng lúc thì cái kiến thức về dinh dưỡng càng được phổ biến rộng rãi đến người tiêu dùng, và mọi người bắt đầu có cái thói quen lựa chọn cái sản phẩm nào phù hợp với mình, chứ không phải cái gì tôi cũng dùng, cứ bảo khỏe là dùng đâu các anh chị. Thế thì người ta chú ý nhất đến những sản phẩm nào thì các anh chị nhìn vào cái biểu đồ vòng tròn ấy. Thứ nhất, chúng ta thấy cái vòng màu xanh hơi đậm đậm này là cái vùng mà sẽ có nhu cầu lớn nhất. Nó có tên là vitamin, tức là các sản phẩm cung cấp vitamin như là vitamin A, B, C, D, E. Chúng ta có khoảng 7 loại vitamin hoặc là 8 loại tùy tên gọi. Nhưng chúng ta có khoảng 8 loại như vậy và nhu cầu tiêu dùng sẽ chiếm tới 37%. Thứ hai, đó là cái vùng màu hồng. Các anh chị thấy đây là cũng là cái vùng rất lớn. Thì nó là cái gì? Đó là protein. Đó là chất đạm để cung cấp cho cơ thể chúng ta sức đề kháng, giúp cho cơ thể của chúng ta có cái dẻo dai và rất nhiều những cái vai trò quan trọng khác nữa. Một vùng nữa, màu xanh này, màu xanh lá này là cái gì ạ? Là khoáng chất, mineral. Và chúng ta thấy có cái vùng màu cam này, đó là fatty acid, đó là những acid béo đơn có lợi cho sức khỏe. Hiện nay thì một số người cũng đang bắt đầu tham gia vào một cái mảng kinh doanh và Hùng cũng thấy là rất nhiều người nói đến, đó là enzyme. Enzyme thì nó là cái mảng này, nó rất là nhỏ với toàn bộ thị trường. Thế nhưng mà hãy nhìn lại cái phần còn lại của thị trường, màu vitamin, khoáng chất, protein, fatty acid, thì các anh chị thấy là theo báo cáo của Euromonitor, các anh chị cứ vào và các anh chị search ở trên internet về báo cáo của Euromonitor thì nó sẽ về Amway thì nó sẽ ra tất cả những báo cáo này. Chúng ta là thương hiệu bán chạy số 1 trên thế giới trong tất cả những ngành hàng này, từ vitamin, khoáng chất, protein cho đến fatty acid. Thế thì các anh chị biết là chúng ta đang có cơ hội như thế nào trong tay rồi, đúng không ạ? Đó là xu hướng thứ hai mà chúng ta chú ý đến ở thị trường. Điểm thứ ba, trong cái báo cáo này, họ cũng có nhắc đến đâu là những nhà sản xuất uy tín và lớn nhất trên thế giới. Và chúng ta nhìn thấy ngay cái câu này trong cái phần mà Hùng gạch đỏ đây ạ. Đây là một tổ chức rất là khách quan các anh chị, chỉ là tổ chức báo thôi chứ không phải là một đơn vị quảng cáo các anh chị. Nutrition và N Healthcare Product Zan Amway Company Corp. Nghĩa của nó là gì? Cái tập đoàn tập trung vào việc sáng tạo rồi đưa ra những cái sản phẩm mới. Nó nói về cái xu hướng là đa dạng hóa các loại sản phẩm để cung cấp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều mà muốn các anh chị nhìn vào đây đó là gì? Zan Amway Corp. Có nghĩa là họ dùng một cái từ rằng đây là một cái tập đoàn vô cùng khổng lồ trong ngành. Rất nhiều người nói là Amway tôi chưa nghe thấy, tôi toàn nghe thấy là những cái gì người nhà tôi ở nước ngoài mang cái sản phẩm này sản phẩm kia về, chứ tôi chưa bao giờ nghe thấy Nutrilite hay là Amway có những sản phẩm dinh dưỡng. Hãy nhớ là chúng ta là lớn nhất trong ngành dinh dưỡng anh chị. Vì sao mọi người ít biết đến? Là bởi vì chúng ta là phương pháp bán hàng trực tiếp, chúng ta chia sẻ sự hài lòng thông qua câu chuyện của mỗi người. Chúng ta không bày bán ở các siêu thị, các trung tâm, chúng ta không quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Ở phía dưới nó có một cái dòng là một danh sách những công ty mà gọi là dẫn dắt trên thị trường này, trong thị trường về cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng, thì chúng ta thấy là Amway của chúng ta xếp ở vị trí số 1. Bên cạnh nó đánh dấu tại hai công ty, bởi vì công ty thứ hai là một công ty vô cùng quen thuộc với các anh chị. Ai mà nhỏ, ai mà có người nhà biết đến công ty này thì đây là một công ty rất lớn. Tuy nhiên trong ngành này thì vẫn còn sau của chúng ta một đoạn nữa các anh chị. Chúng ta thấy một công ty mà được đánh dấu đỏ dưới cùng ấy là Pfizer ấy, các anh chị thấy cái tên này quen không ạ? Là một trong những công ty tung ra vaccine để chống COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Đó là một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên ở trong lĩnh vực này thì họ vẫn còn ở xa chúng ta so một đoạn nữa các anh chị. Cho nên là các anh chị hoàn toàn rằng là chúng ta kinh doanh hay là chúng ta làm việc với thương hiệu Nutrilite đó là lựa
chọn tốt nhất rồi, không thể có lựa chọn tốt hơn được nếu như thích ngành này. Đấy. Đó là cái xu hướng thứ ba. Cái điểm thứ tư muốn nhấn mạnh với các anh chị đó là gì? Thị trường nào sẽ là thị trường có cái tỷ lệ tăng trưởng nhiều nhất, nhu cầu cao nhất? Thì các anh chị nhìn vào trong cái khung vàng ấy, khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ là thị trường tăng trưởng nhanh nhất và mạnh nhất, với tỷ lệ trung bình khoảng 10,3% 2020 đến 2027. Có nghĩa là nếu như các anh chị đang có kinh doanh và các anh chị cứ làm đều thôi anh chị, thì nhu cầu thị trường tăng, gọi là nước nổi thì thuyền nổi thôi, nhu cầu thị trường tăng lên thì doanh số của chúng ta sẽ tăng lên, thì đều đặn các anh chị cũng sẽ tăng trưởng 10% và thu nhập mỗi năm như vậy cũng sẽ tăng lên 10%, cho dù chỉ là làm ở mức độ duy trì. Nhưng mà tại sao lại phải làm duy trì nếu mà mình biết cái xu hướng như thế, đúng không ạ? Tùy ở quyết định của các anh chị, nhưng mà đó là những thông tin để các anh chị có thể tham khảo. Điểm thứ nhất mình muốn nói với các anh chị là nếu xét về các cái xu hướng mà được báo cáo ở trong cái báo cáo này thì chúng ta đang ở trong một cái cơ hội vô cùng tốt với một thương hiệu vô cùng tốt. Điểm thứ hai mình muốn chia sẻ với các anh chị là thế thì tại sao trong những báo cáo này luôn luôn nhắc đến New Chi Lai? Chúng ta có ba cái thông tin và các anh chị có thể ghi xuống, bởi vì các anh chị có thể chia sẻ cho những người khác và xây dựng cái niềm tin ở trong mình. Thứ nhất, chúng ta gọi là The First. New Chi Lai là thương hiệu đầu tiên trên thế giới và nó khai sinh ra ngành chăm sóc sức khỏe bằng việc bổ sung vitamin, khoáng chất và các sản phẩm thực phẩm bổ sung. Chúng ta là đầu tiên trên thế giới từ năm 1934. Đến nay chúng ta đã có 87 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các sản phẩm này rồi. Hoàn toàn để có thể tin tưởng các anh chị. Quan trọng nhất đó là cái bề dày kinh nghiệm. Điểm thứ hai, The Only. Chúng ta là thương hiệu duy nhất trên thế giới được canh tác, có nguồn nguyên liệu được canh tác và trồng trọt trên những trang trại hữu cơ đã được chứng nhận. Ở trong phần vừa rồi Hùng có quên mất một cái dòng thông tin không nhắc đến các anh chị. Xu hướng của người tiêu dùng ngày nay đó là tìm đến những sản phẩm hữu cơ, và Hùng tin là các anh chị đồng ý với cái điều này. Và càng ngày người ta sẽ càng tìm đến các những sản phẩm hữu cơ. Nhưng mà rất nhiều công ty cũng tự nhận tôi là hữu cơ này, tôi là organic này. Ai công nhận điều quan trọng. Duy nhất trên thế giới hiện nay chỉ có những trang trại của New Chi Lai được công nhận là hữu cơ hoàn toàn. Chúng ta trồng trọt, chúng ta lấy nguồn nguyên liệu và sản xuất ra sản phẩm. Đó là The Only và The Best. Chúng ta là thương hiệu bán chạy nhất trên thế giới. Nó là tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên kết hợp ở trong đó. Và một cái báo cáo khác, trong cái quá trình mà Hùng tìm kiếm Grandview Research, đây cũng là một cái báo khác, báo cáo về ngành dinh dưỡng, thì trong đó các anh chị cũng có thể nhìn thấy cái xếp hạng của những công ty mà đang dẫn dắt cho thị trường này. Tất nhiên đứng đầu vẫn là Amway, bởi vì trong mọi thị trường, trong mọi ngành bán hàng thì chúng ta vẫn là số 1 về doanh số, về chất lượng. Bên cạnh đó thì có một số công ty khác có cái sự sắp xếp lại. Glanbia đứng thứ 2 trong báo cáo này, Airbus xuống thứ 3, Bayer là một công ty mà chắc chắn các anh chị đã nghe tiếng vô cùng lớn của Đức. Xếp thứ 4, Leisure lần này thì ở xếp thứ 5. Tuy nhiên, vị trí đứng đầu thì không thay đổi. Nó vẫn là Amway các anh chị. Sự thật không thể thay đổi được, rất tiếc ạ. Rồi, đó là cái thông tin mà muốn chia sẻ cho các anh chị để chúng ta có thể nhìn vào. Điểm nữa, thị trường Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam, thế thì đó là ở nước ngoài, thế thì tôi muốn xem thị trường Việt Nam thì nó sẽ như thế nào. Thì Hùng cũng chỉ đưa ra cho anh chị thông tin để các anh chị tham khảo thôi. Đây là hai cái hình ảnh mà nó có thể thay cho mọi cái lời nói. Tất cả trong 8 năm vừa qua, chúng ta đều nhận giải vàng về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Có rất nhiều thương hiệu nói rằng là chúng tôi thế này, chúng tôi có thế khác. Nhưng chúng ta dùng con số, chúng ta có 8 năm liên tiếp ở giải vàng về sức khỏe cộng đồng. Thế giải vàng với những sản phẩm nào thì các anh chị nhìn lên trên này, chúng ta sẽ thấy ba cái sản phẩm rất là quan trọng. Double X, Protein và Omega 3. Double X đó là sản phẩm cung cấp vitamin và khoáng chất. Chúng ta thấy nhu cầu lớn của thị trường trong cái xu hướng mà Hùng chia sẻ với các anh chị. Đó chính là Double X. Nhu cầu thứ hai là Protein thì chúng ta đã có giải vàng. Nhu cầu thứ tiếp theo đó là Fatty Acid, Acid chưa no, Acid không bão hòa. Chất béo tốt ấy, thì đó là omega 3 của chúng ta cũng đã đạt giải vàng. Tất cả nó đã nằm ở trong đó rồi các anh chị. Năm vừa rồi chúng ta có thêm giải vàng cho canxi, cho vitamin C nữa các anh chị. Bởi vì trong cái thời kỳ Covid vừa rồi vitamin C nhu cầu vô cùng lớn. Đó là những cái điều mà có thể nói lên về cái xu hướng. Còn gì nữa? Với cái sản phẩm như vậy, nhưng bên cạnh đấy chúng ta còn có một điều vô cùng đặc sắc, đó là cơ hội kinh doanh. Các sản phẩm này tạo ra doanh số lớn đến từ việc chúng ta chia sẻ cảm nhận trong cái quá trình sử dụng của mình. Ai cũng có thể làm được điều đó. Doanh số được tạo ra bởi thường như chúng ta. Tất cả mọi người đều có thể tham gia vào, tạo ra doanh số và có được thu nhập. Các anh chị đã hiểu điều này qua cơ hội kinh doanh. Điều gì nữa?
Chúng ta phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất, tất cả mọi người kết nối thẳng đến nhà sản xuất để mua, không cần phải mua qua bất kỳ ai cả. Nếu các anh chị là người muốn chăm sóc sức khỏe cho mình, các anh chị muốn mua từ nhà sản xuất hay mua từ một trung gian? Mua từ nhà sản xuất thì không bao giờ dính hàng giả, hàng nhái, hàng quá đắt cả, các anh chị không in lại nhãn mác, đấy là điều yên tâm. Một điều mà chúng ta đang rất là trông chờ sẽ vào thị trường Việt Nam sớm, đó là 100% bảo đảm hài lòng. Hiện nay ở các quốc gia lâu năm thì Amway đã áp dụng. Các anh chị có thể sử dụng 90 ngày hoặc 180 ngày nếu các anh chị cảm thấy sức khỏe mình hay là có điều gì đó mình chưa hài lòng, mình trả lại và nhà sản xuất trả lại tiền không hỏi bất kỳ một lý do gì cả. Ở Mỹ là 180 ngày, ở châu Âu hiện nay có nước là 90 ngày, có nước là 180 ngày, có nghĩa là các anh chị phải sử dụng vài hộp rồi chứ không phải một hộp các anh chị. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta vì nhiều quy định thì chúng ta chưa áp dụng được, nhưng hy vọng sẽ sớm có mặt ở Việt Nam thì các anh chị sẽ bùng nổ về doanh số. Các sản phẩm chúng ta cá nhân hóa thì cũng đã giải thích rồi. Và một điểm nữa, chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe, nói vậy thôi, nó quan trọng như vậy nhưng không nói chơi được, chúng ta cần phải có kiến thức chứ không phải là tôi dùng thấy tốt thế thì tôi chia sẻ cho mọi người như thế là đủ. Chúng ta còn được đào tạo, và ngay trong mấy ngày hôm nay thì rất nhiều các anh chị ở trong khán phòng chúng ta đang tham gia chương trình đào tạo F3 rồi, thế hệ thứ 3 đào tạo bởi Viện Dinh dưỡng kết hợp với công ty Amway tổ chức chương trình đào tạo, cung cấp cho chúng ta kiến thức một cách rất là chi tiết, rất là đầy đủ để giúp cho chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng một cách chính xác, mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng. Đó là những cái điều thêm vào nữa. Ngoài ra, chúng ta đưa về từ hệ thống của chúng ta rất nhiều những cái chương trình đặc biệt mà có thể các anh chị đã nghe thấy, đó là Q Breakfast, đó là Smart Eat, đó là những giải pháp để giúp chúng ta khi sử dụng sản phẩm theo đúng cái giải pháp này, chúng ta tối ưu được hiệu quả sử dụng và có được cái cảm nhận tốt nhất. Từ đó chúng ta lan tỏa đến khách hàng, sao chép xuống cho hệ thống và chúng tạo ra được sự bền vững cho cái kinh doanh của mình. Tất cả những điều đó thì Tùng muốn dùng cái hình ảnh này để nói với các anh chị là nó đều đã nằm ở trong tay của các anh chị rồi. Cơ hội này nó nằm trong tay của các anh chị, đấy là điều quan trọng nhất. Có thể có rất nhiều thứ tốt nhưng mà nó không ở trong tay mình, không nói làm gì cả. Nhưng ở đây là gì? Nó ở trong tay của các anh chị. Các anh chị chỉ cần nắm nó vào, nắm thật chặt nó là các anh chị sẽ phát huy được tất cả những cái hiệu quả của nó rồi. Vì thế, làm nào để nắm chặt nhất? Hãy là sản phẩm của sản phẩm. Hãy sử dụng những sản phẩm theo hướng dẫn, theo những cái bộ giải pháp để các anh chị cảm nhận được cho mình. Xây dựng được niềm tin, từ đó lan tỏa đến cộng đồng. Giống như trong câu chuyện của bạn Huyền đấy, chia sẻ, lan tỏa để những cái ước mơ của mình càng lớn hơn nữa. Đó là cái phần mà Hùng muốn chia sẻ với các chị ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ Founder Platinum Nguyễn Thế Hùng, và anh chị hãy giúp Hùng Phương dành một tràng hoa tay thật lớn cho phần chia sẻ của anh Hùng, đúng không ạ? Vâng ạ, ba phần vừa rồi chúng ta đã tiếp nhận được rất nhiều những thông tin bổ ích.